Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Tổng thống Zelensky cho biết rằng là Ukraine cần ít nhất là 7 dàn và bởi phóng của dàn hỏa tiễn Patriot để bảo vệ lãnh thổ của họ. Bản tin từ ở Âu Châu cho biết thì Tổng thống Zelensky đã nói với các thành viên trong Liên minh NATO trong ngày thứ sáu là Ukraine cần tối thiểu là 7 dàn Patriot tức là dàn hỏa tiễn phòng không hoặc là những cái dàn phòng không cao cấp hơn để đối phó với cuộc không tập của Nga đã đang nhắm vào các cái vị trí quan trọng của họ trong lúc mà họ gia tăng sự hỗ trợ cho Ukraine trong một cái lời phát biểu đầy cảm xúc qua màn hình video với lại uh, Liên minh Nato thì uh, nhà lãnh đạo của Ukraine đã mô tả những cái mức độ hỗ trợ của ngoại quốc rất là giới hạn và nói rằng do Thái đã um, gần như là được hỗ trợ rất mạnh mẽ trong lúc mà đối phó với lại cuộc tấn công của Iran vào tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gần như là gây sợ hãi cho cả cái trái đất này và bầu trời của chúng tôi đã cần phải được an toàn và nó lại thuộc vào sự chọn lựa của quý vị, sự chọn lựa giữa các cái đồng minh sâu đậm. Đó là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra và ông đã so sánh tình hình của ông với lại Do Thái và cảm thấy bị thiệt thòi khi Do Thái được hỗ trợ khi bắn trận tất cả những cái hòa tiễn từ Iran. Nga đã gia tăng các cái loại gọi là quanh tạc cơ tầm xa của họ tại Ukraine nhắm vào các hạ tầng cơ sở về à, năng lượng của Ukraine và các thành phố trong thời gian gần đây, đặc biệt là gia tăng cái áp lực đối với Kiev giữa lúc mà phía Moscow cho biết là họ sẽ tăng cường rất nhiều những loại vũ khí trong cái bãi chiến trường này. Riêng trong năm nay, ông Zelensky cho biết là Ukraine đã bị tấn công gần như là 1.200 quả hỏa tiễn từ phía của Nga trên 1.500 cái tròn và 8.500 cái uh, loại bom được xem là định vị từ uh, phía của uh, nga và trong đó gần như làm chậm lại các cái cuộc uh, hỗ trợ về quân sự của khối tây phương và chúng tôi muốn nói một cách trực tiếp để bảo vệ chúng tôi cần ít nhất là 7 dàn Patriot hoặc là những dàn phòng thủ tương tự cao hơn với số lần tối thiểu này chúng ta có thể bảo vệ được những sinh mạng trong lúc mà thay đổi cái tình trạng ở trong bãi chiến trường tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của ông Zelensky, lãnh đạo của NATO là ông Jens Stoltenberg. sau khi mà cuộc họp này diễn ra thì ông cho biết rằng sẽ đồng ý là cung cấp cho Kiev một số thêm một loạt những cái dàn hỏa tiễn phòng phòng công trong đó bao gồm luôn dàn Patriot được xem là dàn vũ khí có khả năng phòng chống khá cao. Đây được xem là yêu cầu mới nhất của ông Zelensky đã đưa ra trong phiên họp của NATO và hội đồng đặc trách về vấn đề Ukraine diễn ra tại Brussels và ông Zelensky đã tham dự cuộc họp này qua màn hình video. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình do Thái ngày hôm nay, gần như toàn bộ giới chức nằm trong bộ ngoại giao đã kêu gọi trừng phạt thêm do Thái. Đây được xem là một trong những cái chi tiết được tiết lộ ra bên ngoài với ta, một tờ báo có tên là Joe Witt Insider trong một cuộc họp riêng biệt trong đó gần như là các nhân viên của bộ ngoại giao à, hầu hết đều đòi hỏi phải trừng phạt do thái theo tường trình của tờ charles insider khi mà ông kurt Campbell à, vốn là một chuyên gia về á châu có công việc mới của ông là thứ trưởng bộ ngoại giao đã bắt đầu có những cuộc họp và lắng nghe tất cả những cái ý kiến của các nhân viên nằm trong bộ ngoại giao và gần như là đa số hầu hết gồm những người mà tôi đã tôn trọng chúng ta cần phải có thêm lệnh cấm vận với do thái chúng ta cần phải có trừng phạt đối với do thái chúng ta cần phải có những cái duyệt xét nghiêm trọng về việc mà những gì mà chúng ta có thể cấm vận họ bao gồm luôn cả các cái điều kiện hỗ trợ và cắt giảm tất cả những cái hỗ trợ cho họ giảm luôn cả tình trạng gọi là cung cấp vũ khí cho họ một giới chức ngoại giao đã nói chuyện với lại một tờ Jewish Insider và người này được mô tả là đã làm việc nhiều thập niên tại Trung Đông và những người dân những người nhân viên ở đây nói rằng là cần phải có hành động để ngăn chặn cái cuộc chiến này lan rộng. Đây được xem là một trong những cái ca ý kiến của hầu hết các nhân viên bộ ngoại giao đặc trách về phía Trung Đông đã lên tiếng và yêu cầu trừng phạt phía của chính quyền ông Netanyahu. Trong khi đó thì phía bộ ngoại giao vẫn chưa cho biết ý kiến chính thức của họ sau khi mà do Thái đã bị tấn công lần đầu tiên chưa từng có của Iran vào hôm thứ Bảy tuần trước đây được xem là một trong những ý kiến của các viên chức ngoại giao cùng một lượt thì ông Anthony Blinken ngoại trưởng của Hoa Kỳ cho biết ông ta đã có quyết định về vấn đề gọi là cáo buộc nhân quyền nhắm vào do Thái. Bản tin từ Washington cho biết thì ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong ngày thứ sáu nói rằng ông ta đã có quyết định liên quan tới những cáo buộc là do thái, do Thái đã vi phạm các luật lệ của Hoa Kỳ trong đó bao gồm việc mà cấm cung cấp hỗ trợ quân sự cho cá nhân hoặc những cái tổ chức vũ trang nào mà đã có những hành động vi phạm nhân quyền đạo luật này vốn có tên là Lê uh, Lê Hi Lo được xem là uh, tác giả của đạo luật này là thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã uh, đưa ra từ thập niên cho cuối thập niên 90 nghiêm cấm việc cung cấp hỗ trợ vũ khí cho những cá nhân hoặc những cái uh, tổ chức vũ trang nào mà họ nói rằng là đã có hành động vi phạm nhân quyền và chưa bị đưa ra công lý. Đầu tuần này thì tổ chức uh, thiên tả về uh, truyền thông có tên gọi là Pro Publica. Uh, chuyên môn điều tra và nói rằng là ở trong bộ ngoại giao à, đang thảo luận về cái đạo luật Lê để mà trừng phạt Do Thái và ông Blinken vẫn chưa có một cái hành động nào theo tường trình của ProPublica và khi được hỏi về cái đạo luật này thì ông Anthony Blinken đã trả lời tôi nghĩ quý vị đang nói tới đạo luật Lê Hy Lo và chúng tôi đang làm việc này và rất là quan trọng cho đạo luật này nó sẽ được áp dụng ở mọi nơi và trong đó chúng tôi đang mở cuộc điều tra và đang có tiến trình điều tra và nó cần có thời gian và chúng tôi sẽ hoàn tất một cách rất cẩn thận và sẽ thu lượm tất cả sự thật và phân tích tất cả những sự thật này và những gì mà chúng ta đang làm chúng ta sẽ thấy rằng rất là công bằng khi mà quý vị thấy được kết quả được công bố sớm và tôi đã có quyết định và quý vị sẽ thấy được à, trong vài ngày tới đây là lời phát biểu của ông blacken đưa ra tuy nhiên đã không cho biết như thế nào trong khi đó thì à, Giới y tế do người Palestine do phía Hamas điều khiển công bố là cả có 34.000 người Palestine đã bị thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ 7 tháng trước đây. Và họ nói rằng có rất nhiều trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên thì họ không cho biết là trong số 34.000 người Palestine bị thiệt mạng này có bao nhiêu thành viên là thành viên của Hamas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu của channel Trần Nhật Phong ngày hôm nay dưới áp lực cuộc chạy đua vũ trang của Nga và của Trung Quốc. Chính quyền của châu bên đã đề nghị là sẽ cho tái lập lại việc mà chế tạo đầu đạn nguyên tử lần đầu tiên sau 40 năm. Bản tin mới nhất cho biết hai viên chức hàng đầu của chính quyền của Joe Biden đã nói với quỹ ban quân sự tại sàn thư viện vào ngày thứ tư là Hoa Kỳ cần phải xây dựng một trong những cái đầu đạn nguyên tử đầu tiên sau 40 năm và cần phải có cái việc xây dựng này. Tuy nhiên không cần phải thử nghiệm các đầu đạn nguyên tử. Bản tin mới nhất từ ở thư viện Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là bà Jennifer Graham cùng với lại Jill Hru, Ruby được xem là lãnh đạo của cơ quan đặc trách về an toàn nguyên tử của quốc gia đã công bố một cái uh, chương trình gọi là W93 uh, về đầu đạn nguyên tử, trong đó đã được sử dụng cho tất cả những cái uh, submarine tức là những cái tiềm chỉ đỉnh mà trong đó có thể bắn ra những cái hỏa tiễn đạn đạo theo tường trình của tờ Washington uh, Washington Times đã đưa ra vào ngày thứ năm và trong đó thì uh, việc mà xây dựng cái uh, và chế tạo cái đầu đạn nguyên tử này trị giá lên tới 19.8 tỷ Mỹ kim theo yêu cầu của cơ quan đặc trách về an toàn và an ninh nguyên tử của quốc gia, trong đó à, sẽ bắt đầu à, cho cái tài khoá của năm 2025 và sẽ bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 10 và cái chương trình gọi là w 93 này trước đó đã được à, quyết định ở một cái à, viện nghiên cứu nằm ở Los Alamos ở tại tiểu bang New Mexico từ tháng 5 năm 2022 và họ sẽ chuyển việc sản xuất này tới giữa à, thập niên à, 2030 theo tường trình của bà Traholt và Ruby đã nói với đại ủy ban chúng ta cần phải có một cái chương trình về đầu đạn nguyên tử trong đó được thiết kế và đồng thời chúng ta sẽ có thêm những cái à, cuộc thử nghiệm dưới lòng đất thay vì ở trên mặt đất đây được xem là một trong những cái quyết định của chính quyền Joe Biden đưa ra sau khi mà có cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga, Trung Quốc và một số quốc gia cường quốc về nguyên tử đang tìm cách nâng cấp cái quốc phòng của họ đặc biệt là tập trung vào lại vũ khí nguyên tử. Đây được xem là một trong những cái ý kiến từ giới chức trong chính quyền của Joe Biden đã đưa ra ngay sau khi có áp lực từ bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng Giám đốc của công ty Google đã lên tiếng và cho biết với các nhân viên là sẽ không có một cái không gian dành cho chính trị trong cái môi trường làm việc tại Google. Tổng giám đốc điều hành công ty Google là Sundar Pichai đã lên tiếng nhắc nhở các nhân viên của ông vào ngày thứ tư là công ty này có một cái sứ mạng đầu tiên không phải là cái nơi để tranh luận về chính trị. Việc này diễn ra sau khi có 28 nhân viên vào ngày thứ tư mà ông uh, Bikai đã gửi ra cho tất cả 1.200 nhân viên, uh, xin lỗi quý vị, một, một cái lá thư 1.200 chữ và trong đó nói rằng thay đổi cấu trúc để cải thiện cho vấn đề gọi là trên toàn công ty. Và trong bản uh, memo này thì ông Tổng Giám đốc cho biết là sẽ không để cho cái không gian tranh cãi về chính trị diễn ra. Sau khi mà có một số nhân viên của công ty Google ở tại Seattle, Washington, ở tại New York và ở tại Sunnyvale, California đã biểu tình phản đối công ty này ký một cái thỏa ước 1.2 tỷ Mỹ Kim. Để cung cấp cloud cho chính quyền của Do Thái Và những kẻ này Nói rằng không có một cái à, à, Kỹ thuật nào sẽ được cung cấp Cho cái mà họ gọi là phân biệt đối xử Trong cái ngày 16 tây tháng 4 Và đòi hỏi Google là chấm dứt Việc tăng cường cái quyền lực cho Do Thái Với cái gọi là diệt chủng người Palestine Ở giải Gaza và nhóm này đã lên tiếng và kêu gọi hủy bỏ cái dự án có tên là Nimbus trong đó đã được ký kết giữa công ty Google và chính quyền của cho Thái cũng như là lực lượng quân sự của cho Thái và có người chính nhân viên của Google đã bị bắt giữ sau khi mà họ biểu tình ở ngay trong trụ sở của Google ngay sau đó thì ông ba đã đưa ra một bản thông báo là sẽ không chấp nhận cho tất cả những tranh luận chính trị nằm trong môi trường làm việc của Google đây được xem là một trong những quyết định của công ty Google đưa ra sau khi có một số những kẻ ủng hộ cho người Palestine đã thúc đẩy công ty Google ngưng lại hợp đồng với lại phía của chính phủ cho Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Blinken, ngoại trưởng của Hoa Kỳ lên tiếng cáo buộc Trung Quốc là một trong những cái tổ chức cung cấp cái uh, nguồn nguyên liệu về quân sự cho phía của Nga. Bản tin từ Capri ở tại nước Ý cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chỉ trích Trung Quốc đã hỗ trợ cho kỹ nghệ quốc phòng của Nga và nói rằng Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã đóng góp rất nhiều cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine thông qua việc mà cung cấp tất cả những cái phụ tùng cần thiết để mà phía Nga vũ khí hóa những cái phụ tùng này. Và ông chỉ ra cho thấy đây là một cái mối đe dọa lớn nhất cho an ninh của Âu Châu kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến và chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh phát biểu trong cuộc họp báo sau khi chấm dứt cuộc gặp gỡ của các thành viên ngoại trưởng trong khối G7 tại cái đảo nghỉ mát ở tại Ý là Capri. Ông Blinken cho biết Washington đã nói rất rõ ràng với Bắc Kinh và những quốc gia khác là họ sẽ không nên giúp đỡ cho Nga trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Và nó diễn ra giữa lúc mà kỹ nghệ quốc phòng của Nga đang có rất nhiều những cái phụ tùng nguyên liệu từ Trung Quốc và chúng tôi thấy rõ ràng Trung Quốc đã chia sẻ rất nhiều những cái công cụ máy móc chế tạo về semiconductor connector tức là chất bán dẫn đã được sử dụng để nga có thể xây dựng cái hệ thống kỹ nghệ quốc phòng của họ và đóng góp trong cuộc chiến tại Ukraine. Trung Quốc không thể có cả hai bên và nó sẽ không thể xảy ra. quý vị phải có một cái vị trí được xem là tích cực và một cái mối quan hệ thân thiện với các quốc gia tại Âu Châu. Và quý vị cũng đang có là một cái mối đe dọa lớn nhất với an ninh của Âu Châu kể từ khi chấm dứt thời chiến tranh lạnh, ông Biden đã cho biết như trên. Và phía Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là không nên à, cung cấp những cái nguyên liệu cho phía của Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine kể từ khi mà Nga có cuộc xâm lăng toàn diện vào tháng 2 năm 2022 diễn ra vài tuần lễ... Dạ chỉ vài tuần sau khi mà Nga và Trung Quốc tuyên bố là sẽ làm đối tác không giới hạn. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Đức là bà annalena lena Barbot đã nhắc lại lời lo ngại của ông Blinken. Nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi, à, à, chọn là làm một đối tác thân cận với Nga, điều này có thể sẽ là một trong lúc mà họ đang có cuộc chiến bất hợp pháp tại Ukraine. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Đó là lời phát biểu của bà Barbot đã đưa ra sau phiên họp của các Ngoại trưởng của khối G7 tại Capri đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mạnh mẽ của ông Anthony Blinken đã đưa ra. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Bắc Hàn tuyên bố họ đã thử nghiệm một cái đầu đạn hỏa tiễn đạn đạo gọi là Super Large, tức là rất là lớn, tức là rất là lớn của họ. Bắc Hàn cho biết trong ngày thứ Bảy, họ đã cho thử nghiệm một cái hỏa tiễn đạn đạo đầu đạn này, được xem là rất lớn và có một cái hệ thống được xem là chống hỏa tiễn, chống máy chiến đấu cơ của Tây Phương ở bờ biển của họ và gia tăng cái khả năng quốc phòng của họ đang lúc đang lúc mà có những cái uh, cuộc căng thẳng sâu đậm giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bắc Hàn qua thông qua cái cơ quan truyền thông của họ cho biết là cái uh, cơ quan đặc trách về hỏa tiễn trong ngày thứ sáu đã thực hiện uh, uh, về một cái uh, đầu đạn mà được thiết kế có tên gọi là Swa uh, Hawang Show 1 và Ra được xem là một cái hỏa tiễn đàn đạo và trong đó họ nói rằng từ cái bệ phóng có tên là Pion Chilichi 1 2 và cái hệ thống gọi là và bệ phóng hỏa tiễn chống các chiến đấu cờ và đây được xem là một trong những cái cuộc thử nghiệm mới nhất của Bắc Hàn. Các hình ảnh từ phía nhà nước Bắc Hàn đưa ra cho thấy là có ít nhất hai cái hỏa tiễn đã bắn lên từ một chiếc xe truck đang chạy ở trên một con đường và Bắc Hàn đã thực hiện tương tự như vậy cuộc thử nghiệm vào ngày 2 tây tháng 2 trong đó thì họ không cho biết tên của cái hỏa tiễn đạn đạo và cái hỏa tiễn chống chiến đấu cơ trong đó thì họ nói rằng các cái hỏa tiễn này sẽ được đặt trên các bệ phóng di động và có thể bắn trúng mục tiêu trong lúc nó đang di động ở trên mặt đường đây được xem là một trong những cái cuộc thử nghiệm mới nhất mà bắc hàn công bố sau khi nhà lãnh đạo kim jong un đã tăng cường việc sản xuất vũ khí cũng như là kêu gọi quân đội của ông ta sẵn sàng trong tư thế của chiến tranh đồng thời hủy bỏ cái tham vọng trước đây mà thân phụ và ông nội của ông ta đã mong muốn là thống nhất đối với Bắc với Nam Hàn và ông ta đã hủy bỏ cái chương trình này. Bên cạnh đó thì ông ta tuyên bố Nam Hàn là một mối đe dọa lớn nhất của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Philippines và New Zealand đang để ý tới một cái thỏa thuận về quân sự và trong đó họ đều chia sẻ về mối lo ngại trên biển Đông. Bản tin từ Manila cho biết thì tổng à, tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr cùng với thủ tướng của New Zealand là Christopher Luzon đã đồng ý trong ngày thứ năm là sẽ gia tăng sâu đậm hơn hợp tác về quốc phòng và đặc biệt bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề trên biển Đông nơi mà Trung Quốc và Philippines đang có những cuộc đối đầu về hàng hải. Và phía của ông Marcos, ông Marcos và ông Luzon cho biết là họ thừa nhận tầm quan trọng về hòa bình và ổn định trên toàn eo biển Đài Loan trong một bản statement đã đưa ra. Philippines và New Zealand vẫn tiếp tục tìm cách tăng cường các mối quan hệ của họ và sẽ thực hiện cái gọi là chiến lược và đối tác toàn diện từ đây cho tới năm 2026. Và Thủ tướng Luxon nói với lại cả các thông tín viên trong cuộc họp báo là hai quốc gia cam kết sẽ bắt đầu tiếp tục có những cái thỏa thuận là cho lực lượng quân sự đôi bên có thể viếng thăm lãnh thổ của nhau và cho phép lực lượng của đôi bên có thể tham gia các cuộc tập trận cũng như các sứ mạng về nhân đạo. Đây được xem là cuộc hợp tác đầu tiên của Philippines và của New Zealand sau khi mà New Zealand đã thay đổi hệ thống cầm quyền và đảng bảo thủ nắm quyền cũng như Philippines thì ông Marcos vẫn lên nắm quyền thuộc đảng bảo thủ tại Philippines đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Philippines ngày hôm nay một bản báo báo cáo của hãng thông tấn Bloomberg cho biết Philippines mong muốn Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ à, take over, tức là sẽ lấy lại cái à, thỏa thuận về xây dựng một cái đường đầy xe lửa vốn trước đây đã nằm trong tay của Trung Quốc. Hệ thống đường đầy xe lửa và hệ thống vận chuyển của Philippines có thể sẽ được xây dựng với sự hỗ trợ của cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các giới chức đã cho biết sự thay đổi này và Manila đang tìm cách gọi là có được nguồn tài chính cho cái thỏa thuận này và họ hủy bỏ các cái cuộc gọi là tài trợ tài chính từ phía Trung Quốc từng được cam kết dưới thời của ông Duterte dự án này trị giá 50 tỷ đồng peso tức là 868 triệu mỹ kim à, mà gọi là cái đường à, xe lửa gọi là Superclac và trong đó là sẽ liên là sẽ trực tiếp từ cái căn cứ cũ quân sự của Hoa Kỳ đã biến thành một cái uh, trung tâm uh, kinh tế và trong đó sẽ được thành lập ở một phần của cái nền kinh tế hành lang của khu vực phía bắc là Luzon và dự tính này cho thấy là nền kinh tế hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu được thúc đẩy sau khi có các hội nghị thượng đỉnh giữa ba quốc gia tại Tòa Bạch Ốc. Và trong đó, hy vọng họ sẽ đầu tư tại đây. Đó là lời phát biểu của Delphin Lorenzana, người được xem là chủ tịch của một cái một cái tổ chức được xem là cả phát triển của Philippines đã nói trong cuộc phỏng vấn. Và trong đó, họ đề nghị phía Nhật Bản và phía Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tài chính cho cái hệ thống đường đầy xe lửa này. <laughs> Đây là hệ thống đường dây xe lửa có cái tên là Subic Tức là từ ở cái bến cảng Subic mà chạy vòng qua tới phía nam của Philippines Bến cảng Subic trước đây là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ Tuy nhiên năm 1992 sau khi mà bà Aquino trở thành tổng thống và quyết định quân đội Hoa Kỳ rời khỏi Philippines thì căn cứ này đã được bỏ trống và giờ đây đang được khai triển về mặt thương mại. Philippines cho biết vào năm ngoái thì họ đã không còn theo đuổi cái món vay từ Trung Quốc cho ít nhất là ba cái dự án bao gồm cả cái đường rầy xe lửa dài 71 cây số có tên gọi là Subic Club, cùng với lại tình và họ nói rằng đã không có một cái sự tiến triển nào từ phía của Trung Quốc và Manila đã bắt đầu giảm với tất cả các mối quan hệ với phía của Bắc Kinh sau khi mà đôi bên đã có những cái cuộc xung đột gây gắt trên biển Đông. Trong đó thì ông Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida và ông Ferdinand Marcos Jr. đã bắt đầu phát động một cái hành lang kinh tế ở Luzon, tức là phía bắc của Philippines sau phiên họp của họ vào ngày 11 tây tháng 4 và cái hợp tác đa phương này là để đầu tư vào các dự án mà trong đó nằm trong cái chiến lược do Hoa Kỳ lãnh đạo gọi là Indo-Pacific Business Forum à, tại Manila, tức là một cái diễn đàn kinh tế cho khu vực Indo-Pacific vào tháng 5 ở tại Manila. Và Philippines cho biết họ hy vọng là sẽ có thể huy động được 100 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào Philippines trong vòng 10 năm tới sau cái hội nghị thượng đỉnh tại Washington. Và dự án này sẽ gia tăng cái sự nối kết giữa Subic Bay và Clark ở Manila cũng như là Batangas được xem là cái tỉnh nằm ở chính của cái khu vực của đảo Luzon và được xem là có rất nhiều những cái nguồn đầu tư về hạ tầng cơ sở tại đây bao gồm cả đường ray xe lửa, bến cảng, năng lượng sạch về nguồn cung cấp về chất bán dẫn cũng như là cái kỹ nghệ về nông nghiệp. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy của Philippines đã đưa ra ngay sau khi mà có phiên hội nghị thượng đỉnh giữa ông Marcos, ông Jordan và ông Kishida đó là bản tin liên quan tới tình hình của philippines ngày hôm nay và lực lượng quân sự của philippines đã điều tra về tình trạng mà họ mô tả là cuộc xâm lăng tàn bạo của sinh viên trung quốc ở một cái tỉnh rất gần đài loan Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Philippines đã gia tăng sự lo ngại về tình trạng tràn ngập sinh viên Trung Quốc ở cái tỉnh có tên gọi là Cagayan, được mô tả là một cuộc xâm lăng của sinh viên Trung Quốc, trong đó đang gây lo ngại cho lực lượng quân sự của Philippines và họ đang mở cuộc điều tra về vấn đề này. Cagayan đã được xem là một trong những khu vực ở phía bắc của Luzon nằm đối diện với Đài Loan. Philippines đã được báo cáo từ ngày 17 tây tháng 4 trên 4.600 sinh viên công dân của Trung Quốc đã có theo học ở những cái trường địa phương tại đây dẫn tới sự khác biệt mà một số phần ở tại khu vực của thành phố có tên là Tugu Garao và đây là một trong những cái khu vực khá quan trọng. Lực lượng quốc phòng của Philippines gọi tắt là AFP, người phát ngôn viên là tư lệnh có tên là Frank Sao Margaret Padilla cho biết là quân đội đang làm việc với lại cái lực lượng cảnh sát quốc gia của Philippines để giải quyết tình trạng này và lực lượng AFP đã ta, ta nhận thấy sự nghiêm trọng và chúng tôi đang tìm cách gọi là điều tra về vấn đề này với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát quốc gia theo tường trình của tư lệnh Padilla đã nói trong cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 4 chúng tôi sẽ làm việc để tìm hiểu xem tại sao khu vực này lại tràn ngập sinh viên của Trung Quốc và gần 5.000 người sinh viên của Trung Quốc đã có mặt tại đây trong thời gian gần đây và họ đến đây để học hay họ đến đây để có những cái động cơ khác và trong đó chỉ là tính sinh viên không là đã gần 5.000 người chưa kể những công nhân của Trung Quốc, những thương gia và những uh, giới gọi là tourist tức là những kẻ du lịch trong đó gần như là có một cái cuộc xâm lăng rất rõ ràng tại khu vực này nó đe dọa tới nền an ninh quốc gia của chúng ta đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mới nhất của Philippines nhắm vào cái việc mà sinh viên Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tràn vào lãnh thổ của uh, Philippines thông qua cái tỉnh gọi là Kagazan nơi được xem là có một số trường đại học và sinh viên Trung Quốc dường như đã ghi danh rất nhiều ở các trường đại học ở khu vực được xem là nằm đối diện với eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay với tình báo và gián điệp của Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào kỹ nghệ của Hòa Lan để tăng cường cái khả năng quân sự của họ. Ít nhất là một cuộc báo cáo của hãng thông tấn Reuters đã đưa ra. Bản tin từ Amsterdam cho biết là các nhà Tây gián điệp của Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào cái kỹ nghệ semiconductor của Hòa Lan, tức là ngành chất bán dẫn của Đài Loan, trong đó bao gồm luôn cả ngành không gian vũ trụ và kỹ nghệ hàng hải để gia tăng cái lực lượng quân sự của Trung Quốc. Theo tường trình của giới chức tình báo quân sự của Hòa Lan, cơ quan này có tên là MIVD đã đưa ra trong một bản báo cáo thường niên đã được công bố vào hôm thứ Năm. Một phần trong bản báo cáo này <laughs> là các cái gián điệp chính trị của Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động rất mạnh ở tại Hòa Lan và các đồng minh và Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào việc thu lượm tất cả những cái kỹ thuật của khối Tây phương để tăng cường cho lực lượng quân sự của họ. Trung Quốc muốn rằng là họ độc lập ra khỏi khối Tây phương. Tuy nhiên, họ lại không có sự sáng tạo và đang tìm cách lấy đi những thông tin bí mật từ các cái kỹ nghệ quan trọng này theo tường trình của cơ quan đặc trách về tình báo quân sự của Hòa Lan là MIVD đã cho biết như trên và họ đã tìm cách xâm nhập vào tất cả các cái hệ thống đào tạo trí thức của chúng ta, họ đã tìm cách xâm nhập vào tất cả những cái phòng nghiên cứu, họ lợi dụng tất cả những ngân quỹ đầu tư và thông qua tất cả những cái sự hoạt động của giới tình báo của Trung Quốc và cơ quan tình báo của Hoa lan cho biết là đang có những cái hoạt động gián điệp không gian mạng của Trung Quốc từ tháng 2 họ đã phát hiện được và họ đang tìm cách gọi là đẩy lùi tất cả những hoạt động gián điệp của Cộng sản Trung Quốc đang nhắm vào các cái mạng lưới quân sự của Hòa Lan vào năm ngoái. Vào năm ngoái thì Hòa Lan đã cùng với Hoa Kỳ đã tìm cách gọi là siết chặt tất cả những cái việc chế tạo về chip điện tử từ Trung Quốc cho những vấn đề gọi là an ninh quốc gia, giới hạn xuất cản tất cả những cái dụng cụ chế tạo về chip điện tử trong đó công ty lớn nhất của Hòa Lan là ASML đã là cái công ty mà có cái độc quyền về cái tia tử ngoại tức là ultraviolet được xem là một trong những cái công cụ rất quan trọng để chế tạo chip điện tử vào đầu tháng này thì chính phủ Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực với Hòa Lan là ngăn chặn việc công ty ASML là cung cấp một số những cái dụng cụ cho các cái máy móc chế tạo về chip điện tử ở tại Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của cục tình báo Hòa Lan đưa ra cho thấy là giới gián điệp của Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào kỹ nghệ không gian kỹ nghệ về hàng hải cũng như là về Semi nhắm vào Hòa Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một công ty sản xuất nhựa của Thái Lan sẽ trả khoảng 20 triệu Mỹ Kim để thỏa thuận với Hoa Kỳ trong việc mà họ vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran. Bản tin từ ở Bangkok cho biết thì một công ty sản xuất về nhựa ở tại đây đã đồng ý chi ra 20 triệu Mỹ Kim để mà đóng lại cái đơn kiện của Hoa Kỳ trong việc mà họ bị cáo buộc có tới 467 hành động vi phạm vào lệnh cấm vận đối với là Iran. Theo tường trình của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ sáu, công ty này có tên là STG Plastic Company đã sử dụng cái ngân hàng của Hoa Kỳ để nhận khoảng 291 triệu Mỹ kim bán tất cả những cái loại à, à, nhựa cao cấp cho phía của Iran từ năm 2017 cho tới năm 2018 và họ đã ký một cái thỏa thuận đồng ý là sẽ nộp tiền phạt với lại Bộ Tài Chánh kiểm soát về à, tài sản của nước ngoài và trong đó thì à, SCG À, được xem là một trong những cái công ty khá quan trọng và đã có sự tham gia sản xuất chung với Iran và điều này vi phạm vào lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và công ty này cho biết họ sẽ trả số tiền này trong vòng 90 ngày và đồng ý nộp tiền phạt sau khi mà họ có tới hàng trăm cái vi phạm vào các cái luật cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay lực lượng quân Việt của uh, Miếng Điện đã trả tự do cho 3.000 tù nhân trong một cái lệnh ân xá. Chính quyền quân Việt Miến Điện đã trả tự do cho trên 3.000 tù nhân trong một cái lệnh ân xá ném vào cái ngày lễ quan trọng của quốc gia này. Ít nhất là có 28 công dân ngoại quốc nằm trong số những tù nhân được trả tự do và sẽ bị trục xuất sau khi mà họ đã can dự vào những cái uh, gọi là cuộc nội chiến ở quốc gia vùng Đông Nam Á này. Và một số nhà chính trị đối lập tức là một số nhà chính trị gia bao gồm luôn thành viên của cái uh, cộng đồng thiểu số là kachin là một trong những cái uh, uh, lãnh đạo của giáo hội cơ đốc giáo lớn nhất tại quốc gia này cũng nằm trong số những người được trả tự do vào hôm thứ tư việc kết án những tù nhân này đã bị uh, đã bị à, à, thực hiện bởi chính quyền quân phiệt và trong đó họ lấy danh nghĩa là khủng bố à, chống khủng bố chống tham nhũng và kể cả chống ma túy và gia đình và bạn bè của những người được trả tự do đã tụ tập ở bên ngoài cái nhà tù của gọi là sân ở phía bắc của Yangon trong lúc mà chờ đợi thân nhân của họ bước ra khỏi nhà tù đây được xem là một trong những cái cuộc ân xá mới nhất của chính quyền quân phiệt trong cái dịp gọi là ngày lễ của quốc gia và Chính quyền của Việt đã cho tống giam hàng ngàn những nhà hoạt động cho dân chủ và những nhà chính trị đối lập, trong khi mà kể từ khi mà họ lật đổ cái chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021. Đây được xem là một trong những cái cuộc ân xá mới nhất xảy ra tại Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin thời sự này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.